晚梦儿女有你，一起闯入穿梭机，与你挽手星海中探险远飞。若问为何爱上你，推开关着的心扉，你意外将千火上头生斗气。怎么天天见太阳，东方星接着夕阳，夜与白天分开去细想。怎么一天再漫长，心中总有你在场。念挂就似是唯一的我想。Sunshine and love be with you, in rainy days I shall be with you. Love is no fool, dreams come true. 问问我会有多阔，原来在那片天都海阔。Love is no fool, dreams come true. I'll always be with you. Hey, để coi, để coi. Chà, hàng hiệu đúng là hàng hiệu. Mặc vào con người con quý phái hơn đó nha. Trong tủ quần áo ở nhà cũng có đồ dí rồi, không cần mua. Bây giờ chúng ta làm xuôi giao với Chung Cẩm Vinh mà. Ông mặc còn tệ hơn tài xế của người ta thì mất mặt con lắm. Vậy cũng phải, con đó cần phải thể diện. Nhưng mà thể diện này phải mua bằng tiền đó. Bà làm ơn mở to mắt nhìn kỹ đi, bao nhiêu tiền? Ông à, bộ vest này có vừa với ông không? À, cô à, cô cho hỏi ở đây có ưu đãi giảm giá cho loại thẻ tín dụng nào hay không vậy? À, chúng tôi không có ưu đãi thẻ tín dụng, chỉ có VIP của chúng tôi mới được giảm 10% thôi. Vậy làm sao mới có thể lấy thẻ hội viên của cô? À, hàng năm mua trên 100.000 sẽ có ngay. Ồ, 100.000. Tôi không mua, kiểu này không hợp, không hợp. Không lấy à? Tử Thông. Ông Chung. À. Ê, Tử Thông. Chào bác. Tử Thông. À, Tử Thông. Ê, Tử Thông đó. Nè. Ông Chung. À, chắc là cô biết cậu Chung Tử Thông này mà, con rể tương lai của tôi đó. À, Tử Thông à, chắc con có thẻ hội viên của nơi này phải không? Hai bác muốn mua một bộ đồ vest, nhưng mà họ nói là phải có thẻ hội viên mới được giảm 10%. Con biết đó, hai bác đâu có phải là thường xuyên mua đồ vest đâu phải không? Mua đồ vest nhiều quá để làm gì? Hay là gì đi, cô mua bộ vest này cho bác trai làm quà ra mắt. À, cũng hay lắm. Không được. À, làm gì vậy? Tử Thông sắp là người trong nhà rồi, nó có thành ý tặng quà cho cha vợ tương lai, sao ông lại khách sáo vậy? Dù cũng mất thụ lộc mà, muốn mua thì tự mình mua. Cô à, tôi mua bộ này, đưa tiền thanh toán đi. Cảm ơn lên. Ông. Tôi trả thẻ nha. Con đừng ngại nha, con người ổng là vậy đó, đúng là đầu óc cổ lỗ. Bất đại nguyên tắc thôi. À, cậu đã gọi tôi là bác, tôi cũng không ngại. À, xin lỗi nha, tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Vậy được, bác hỏi đi. À, chiều trước tôi thường đọc những bài báo lăng nhăng của cậu. Hôm nay cậu đi chơi với cô diễn viên này, ngày mai lại cùng danh môn kia, y như là công tử đầu hoa vậy. Thật ra cậu có thật tình với kỳ phụ của nhà tôi không? Ê trời, sao ông tò mò vậy? Những tạp chí lá cải đó ông cũng tin hay sao? Dĩ nhiên là Tử Thông thật tình với Kỳ Phụng rồi. Nếu không thật tình thì làm sao đám cưới với nó? Con đừng trách ổng nha, con người ổng cổ hủ lắm đó. Bác trai cũng vì lo cho Kỳ Phụng thôi. Con hiểu thì tốt quá. Hay là vậy đi, con mau thu xếp để hai bác có thể cùng xuôi gia gặp mặt trao đổi, ngồi xuống bàn về tiệc tùng tiền mừng. Như vậy đó, hay để cho cha vợ của con có thể yên tâm hơn. Giờ này bác của con hơi bận, con sẽ cố gắng thu xếp. Được. Vậy. Được rồi, nhất định như vậy nha. Đi, ký thẻ đi, nhanh lên. Đi, xong chưa vậy? Tôi còn phải đi mua đồ nữa, nhanh lên. Ông muốn điều Tử Thông đi. Đi một thời gian cũng tốt. Thứ nhất mất công vì tức giận rồi hành động nông nổi. Thứ hai có thể tránh ngại ngùng vậy. Thứ ba nó đi chỗ khác chuyện này có thể dễ xử lý hơn. Cậu hai, cậu mới về. Con chào ba má. Tử Thông. Tử Thông. Con về đúng lúc lắm. Ba hy vọng con và cậu con qua Singapore theo dõi dự án bên đó. Ba đặt vé máy bay cho con rồi. Cũng đúng. Dự án bên Singapore do con theo dõi, con phải tự giải quyết. Con lên phòng thu xếp nha. Cũng may con nói biết phân nặng nhẹ, không vì chuyện tức giận mà bỏ bê công việc. Tại ông không được tận tâm thôi. Thực tế con của ông không muốn đám cưới. Bây giờ ông cho nó cơ hội đi mà, nó không thừa cơ lẫn trốn sao được. Vậy thì tốt rồi. Mất công nó nói tôi cố tình ép nó đi. Chỉ cần Tử Thông đi chỗ khác, tôi sẽ có cách làm cho Kỳ Phụng biết khó mà rút lui, không bám theo con chúng ta nữa. Là cách gì vậy? Nè,
đừng nên làm quá đáng nghe. Yên tâm đi, chúng ta có danh có tiếng mà, tôi biết cách xử rồi. Chuyện của phụ nữ để phụ nữ giải quyết là được rồi hả? Anh coi thằng Dương cứ lau tới lau lui vậy, nền gạch sẽ bị bong lên luôn á. Bị bong nền gạch cũng không sao, tôi sợ nó đau lòng quá, tim nó bị lủng lộ, khó giải quyết hơn. Dương à, con coi nè, má ra công viên tìm lại con rùa giùm cho con rồi nè. À, chị Liên, chị Liên. Con chỉ mất có một con rùa thôi, sao mọi người lại tìm được ba con rùa về đây vậy? Ủa, sao có thêm hai con rùa vậy? Sáng nay tôi cũng dùng chiêu này, ai ngờ chú Tân cũng dùng chiêu này, không ngờ bây giờ chị cũng dùng chiêu này luôn. Tất cả mọi người thông đồng đi gạt con, có nghĩa là rùa con sẽ không trở về nữa. Anh Dương, anh coi nè, tôi tìm lại con rùa giùm anh rồi nè. Không cần đóng kịch nữa, tất cả chúng tôi mua con rùa và vụ ngọt thằng Dương bị lộ hết rồi. Cái gì chứ, mua cái gì, tôi tìm được con rùa ở nhà sau đó, nhìn kỹ lại đi anh Dương. Đúng rồi, đúng là con rùa con rồi nè. Em nhớ có đường dân ở chính giữa nổi lên á. Sao rùa con giỏi quá vậy, biết đường về tìm em vậy ta? Nó biết là anh thương nó, không muốn xa cho nên tìm về đó. Em hiểu rồi. Dưỡng à, con làm gì vậy? Con làm cho nước xin lỗi cho vợ bé nhỏ ăn thôi. Sao con nói là con hiểu rồi? Phải đó anh Dưỡng à, anh nói là thông suốt rồi mà. Đúng là em hiểu rồi. Nè, rùa con biết em thương nó, tốt với nó, nên nó biết quay về tìm em. Nếu vợ bé nhỏ biết em tốt với cổ, cũng sẽ biết tìm về em mà. Nè, bây giờ hả, em làm sẵn cho nước xin lỗi. Đợi đến Tết Trung Thu hả, vợ bé nhỏ sẽ về nhà ăn cơm, sẽ cho cổ ăn. Đến lúc đó hả, cổ sẽ tha thứ cho em, làm vợ bé nhỏ của em. Dưỡng à, con... Ôi, làm cái gì vậy? Thì ông thấy sao? Lúc nãy nó như người chết rồi, bây giờ trở nên mạnh khỏe, yêu đời. Chưa gì chỉ là nhận chìm nó. Thấy đó dì Liên à, dì cho anh vui thêm một lát đi. Đỡ hơn hằng ngày anh không có tâm trí gì hết. Chú làm ơn đi, chú làm ơn đi, xin chú bán cho con đi. Tôi không có bán đâu, tôi làm cả kiện giao cho khách, không bán lẻ đâu. Muốn ăn xoài thì tự ra chợ mua đi. Không phải con ăn đâu, vợ bé nhỏ của con ăn thôi. Cổ nói là cổ phải ăn xoài tươi, cổ mới thích đó. Không phải nè, chú ơi, chú cho con hái đi nha. Nè cậu kia, cậu lại đi đâu vậy? Con đi về nhà. Nhà cậu trên đó sao? Con ở tường dưỡng độn á, lần trước đi tìm cây sồi, con ở trên núi xuống đây, nên bây giờ y như đường cũ đi về nhà thôi. Trời, cậu vượt núi tới đây chỉ vì mua trái xoài sao? Dạ phải, vợ bé nhỏ thích ăn trái xoài chín cây á mà. Ê, thấy cậu có thành ý nên tôi phá lệ bán cho cậu. Thiệt hả chú? Thiệt vậy sao? Làm gì mừng như vậy chứ? Hoàng hô, con mừng lắm, vợ bé nhỏ muốn ăn trái xoài mới hái ở trên cây xuống đó. Lát nữa không cần phải đi lên núi nữa, ra ngoài đường lộ có trạm xe buýt, không cần đi vòng nữa hả? Dạ, con cảm ơn chú nhiều. Nè, qua đây hái xoài đi. Con hái loại xoài đực đó nghe. Bà Trưng, đến rồi à? À phải, cô cảm thấy chiếc du thuyền này thế nào? Tôi không ra gì du thuyền cho lắm, không thể có ý kiến gì. Không lý nào, tôi biết cô và Tử Thông thường ra biển chơi lắm mà. Mấy năm qua, Tử Thông đã 3 lần đổi du thuyền rồi. Ảnh đổi du thuyền là chuyện của ảnh, không liên quan tới tôi. Có, ai nói là không liên quan. Con người của Tử Thông rất thích cái mới và sôi động. Đối với nó mà nói, du thuyền chỉ là một món đồ chơi, sau khi thỏa thích thì nó sẽ không luyến tiếc nữa. Cho nên chưa có chiếc du thuyền nào có thể trói được chân của nó, bạn gái cũng vậy. Lần này tôi và Tử Thông không phải qua đường, chúng tôi thật tình. Thật tình? Tôi đã nghe rất nhiều cô gái nói câu này rồi, nhưng sau khi họ nhìn thấy tờ chi phiếu sẽ không còn lên tiếng nữa. Cô đừng làm phí thời gian của tôi. 3 triệu, sao hả? Với người xuất thân từ thôn quê như cô, đó không phải là con số nhỏ đâu. Tôi tưởng đâu mà có ý định mới gì, thì ra chỉ là dùng tiền để chà đạp người khác. Khách không sợ cũ, chỉ cần có người chấp nhận thôi. Tôi sẽ không nhận một xu nào hết. Vậy sao? Kỳ Phụ, sao ba má ở đây vậy?
Dĩ nhiên bà Chung mời ba má tới rồi, chứ nếu không ba má làm sao vào được hội quán cao cấp như hội du thuyền này chứ. À, bà Chung hả? Bà nể mặt thì đúng hơn. À, bà Chung à, sao hả? Có hợp với tôi không? Tôi đã nói da của bà trắng trẻo, đeo dây chuyền hột sàng đặc biệt đẹp lắm. Phiền bà tốn kém, tôi thấy ngại lắm. Chuyện nhỏ thôi mà. Má, dây chuyền và nhẫn của má để cho bà Chung tặng. Phải. Hả? Ủa, không phải là hàng nhái ở gần Thượng Thủy sao? Ờ, hàng nhái thì làm sao mà xứng với làn da trắng của tôi chứ. Tính tổng cộng cả triệu lận đó. Hả? Cả triệu? Trời ơi, bà lấy 1 triệu treo trên cổ, không sợ bị người ta bêu đầu bà sao? Bà lấy tư cách gì lấy 1 triệu của người ta? Ờ, ông đừng có nhỏ nhặt quá. Đối với ông mà nói 1 triệu thì lấy mạng ông thôi. Nhưng đối với xui gia tương lai mà nói chỉ là chuyện nhỏ thôi ha. Vẫn chưa tính luôn chiếc du thuyền đó. Hả? Du thuyền? Ừ. Lại sao? Chiếc này chính là chiếc du thuyền tôi tặng cho chị đó. Đẹp quá. Chuyện nhỏ thôi, cộng tất cả lại vừa tròn con số 3 triệu. Vậy là Long Thanh. Bà ngu quá đi. Người ta nói tặng du thuyền cho bà cũng lấy. Bà lấy nổi sao? Người ta bỏ gà bà góp nước tương cũng đủ thấm rồi. Ê, người ta muốn nói giọng do bỉ mặt bà thôi. Shhh, lớn tiếng quá, lỡ để người ta nghe được thì không hay đâu. Bây giờ con Phụng nói trả lại du thuyền cho người ta, người ta nói đồ đã tặng rồi, dù bỏ cũng không lấy lại, xử sao đây? Bà nghĩ xử thì sao đó đây? Thật không ngờ người đàn bà đó khoác lác như vậy. Nhưng càng không thể ngờ là người đàn bà đó lại dùng chiêu nham nhở để bỉ mặt chúng ta ha. Đừng có cãi nữa, tóm lại cứ đem bán những thứ đó đi, lấy tiền mặt trả lại cho người ta. Nếu không đủ 3 triệu thì bù cho đủ mới thôi. Làm người quan trọng là có chí khí, đừng có đẩy người ta khinh thường. Ngay từ đầu ba đã không tán thành đám cưới này rồi. Phụng à, có phải con rất muốn lấy Chung Tử Thông không? Bây giờ không biết bác của nó lại bày những trò này. Chẳng qua muốn con biết đường rút lui thôi. Cho dù con bước vào nhà đó, không lâu sau cũng lập ra mặt cho con coi. Tại sao chứ? Tủy não của má con chưa hoàn thiện thôi. Trời, bây giờ con mình chỉ lấy người con thôi, chứ không phải là lấy người mẹ. Tử Thông thương nó là được rồi. Bà không chịu trận nên mới nói vậy. Cái gì chứ? Tôi chỉ muốn tốt cho con thôi. Lúc trước đã tuyên bố là Tử Thông sẽ lấy con của mình, bây giờ mới nói với người ta là con của mình bị ế sao? Nè, chúng ta thì không sao, nhưng mà còn con nó phải ra đường gặp bạn nó nữa. Kỳ Phụng hả? Alo. Tử Thông, có phải anh bận lắm không? Sao lâu quá mới nghe điện thoại vậy? Phải, anh đang lo chuyện hợp đồng cho ngày mai. Anh ở lại Singapore thêm bao lâu nữa? Ở Hồng Kông xảy ra nhiều chuyện lắm. Má của anh có nhiều ý kiến về đám cưới của chúng ta. Anh có thể tranh thủ về được không? Thật ra anh cũng không dám chắc. Không hiểu tại sao hợp đồng này có nhiều trục trặc quá. À, xin lỗi. Vì anh cứ làm việc đi, em không phiền anh nữa. Làm xong công việc anh mau chóng về nha, em đợi anh. Ừ, ok. Bye. Tao à, nếu không có tâm trí thì hôm khác bạn đi, dù sao cũng đâu có gấp. Cậu à, trước sau gì con cũng phải giải quyết chuyện này cho xong. Cậu biết con không định đám cưới sớm quá, có phải không? Con lỡ nói rồi, cậu kêu con làm sao rút lại được. Huống hồ con không muốn làm Kỳ Phụng bị sao. Thật ra con còn trẻ, còn thiếu gì cơ hội. Sau này thiếu gì cô đứng đợi con từ từ chọn lựa. Chưa hết, cô đừng quên, con là con của Chung Cẩm Vinh. Còn thiếu gì công việc đang đợi con làm. Con gì Kỳ Phụng cản trở sự phát triển tương lai của con, cô gặp thấy xứng đáng sao? Tiểu Thông, cậu Quán. Ủa, A Kỳ, sao cô lại ở đây? À không, ông Chung kêu tôi đến phụ hai người thôi. À, tôi đi về xin một lát, hai người tự nhiên đi. Hình như anh cảm thấy bất mãn gì tôi. Đúng, tôi không hài lòng có đuổi Kỳ Phụng đi. Tôi chỉ làm theo ý của bác gái thôi. Vậy ba tôi có biết không? Ba tôi cho phép cô làm vậy à? Tôi chỉ là một nhân viên quen. Tôi đã dám nghịch ý của ông Chung bà Chung chứ. Nhưng họ càng muốn hai người xa nhau, hai người càng muốn đến với nhau. Đối với hai người mà nói, không chừng tôi đã giúp hai người rồi. Nếu hai người thật sự muốn đám cưới, không có ai có thể ngăn cản hai người. Nhưng nếu anh không muốn, cũng không ai có thể ép anh, đúng không? Ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Cho tôi một cành đi, vô đây, vô đây. Hay là mua cherry đi được không hả? Thôi đi, tôi không mua đâu. Tôi muốn lựa táo à. Táo bán mua chủ à, 5 trái 10 đồng hả? 6 trái đi. Bán sao vậy bà chủ? Số lớn sao còn ăn những thứ rẻ mạt như vậy chứ? Ăn táo Nhật Kính đi, 1 trái 50 mấy đồng thôi à. Con rể của anh có thiếu gì tiền, thừa sức mua mà.
Phải rồi, vợ chồng anh có đứa con bản lãnh quá à. Câu được con rùa vàng giàu có như vậy, Thiếm Thuận này làm mai bao nhiêu năm qua rồi, chưa bao giờ có mối khách nào lớn hết á. À, vậy cũng phải, xưa nay chúng tôi dạy con khéo lắm à. Đừng có nói nhiều nữa, năm trái thì năm trái. Đưa mày đồng đi nhanh lên. Không bán cho anh đâu, không bán đâu. Bán con cầu chim không biết nhục. Nè, anh nói cái gì vậy, bán con gì chứ? Phải đó, lão trái cây này nói nhảm gì vậy? Nói nhảm cái gì chứ, có hình làm chứng đây nè, tạp chí nè, hai người coi đi. Trời ơi, có nhầm lẫn không? Tôi kéo áo lên rồi không mát thôi mà. Có phải hay không? Nói là tôi đánh bài quỵt không chịu chung tiền. Nè, tôi chỉ nói hôm khác đưa thôi. Nè, chưa có hết đâu. Tạp chí còn nói anh nhận du thuyền vòng vàng trang sức của người ta, lập tức đem đi bán, hốt được một mớ nha. Hốt cái gì chứ, tôi đem bán du thuyền trả lại tiền cho người ta thôi. Sao? Có ý trả cho người ta thì cần gì đem bán chứ. Đó, làm gì mà sợ không dám nhận. Hai người đẩy đứa con bước vào hào môn cũng chỉ vì tiền thôi mà. Nè, cô nói cái gì vậy? Ai nói tôi thấy cô vào hào môn? Xin lỗi tôi đi, xin lỗi đi chứ. Hả? Nói vậy hả? Đi, chụp cái gì mà chụp? Chụp hình nha. Không làm hư bán của tôi đó. Cái gì? Chụp cái gì? Không làm hư bán của tôi rồi. Trời ơi, đẹp muốn cái gì? Cái người chụp trước thôi. Cái người chụp trước. Ba má, từ nay ba má đừng có nóng nảy, động chân động tay với người ta nữa. Cũng may đám phóng viên không kiện ba má thôi, nếu không thì phiền phức. Nè, họ chụp lén ba má mà. Ba má không kiện họ là phước lắm rồi. Đám phóng viên đó họ giết bà lũ tung, bị hàng xóm cười vào mặt rồi. Tóm lại là xui xẻo quá. Thử hỏi không biết ngày mai tạp chí lại viết chúng ta như thế nào nữa. Còn nói đi, từ nay má còn mặt mũi nào gặp hàng xóm nữa chứ. Tất cả cũng tại con hết, là ba má thường xuyên bị phóng viên rình rập, phiền phức như vậy. Tóm lại con mau chóng làm đám cưới với Tử Thông đi, để ba má ở nhà rộng không cần ở thôn quê nữa. Cho dù đám hàng xóm đã nói ba má như thế nào cũng được. Bà Chung, tôi biết bà không thích tôi, nhưng bà cũng không cần kêu phóng viên giết người nhà của tôi như vậy. Cô tin hay không cũng được, tôi không nói với báo giới một lời nào. Những câu chuyện gà rừng thành phượng hoàng mang tính hí kịch này ai cũng có hứng thú theo dõi. Đám phóng viên đó có cần tôi lên tiếng mới đi phỏng vấn cô hay không? Thật ra bắt đầu từ ngày cô muốn bước vào nhà họ Chung chúng tôi, cô cũng phải xác định kéo áo lên cho cả thế giới xem lưng rồi. Nếu không cô nghĩ làm con dâu nhà họ Chung dễ như vậy sao? Hôm nay bà hẹn tôi ra đây thực chất là muốn gì? Không, tôi nghĩ đã đến lúc hẹn với người nhà của cô ra mặt bà con bạn bè của nhà họ Chung chúng tôi thôi. Trung thu hàng năm chúng tôi đều đến nhà hàng ăn uống và thưởng trăng. Nếu cô muốn làm người của họ Chung chúng tôi cũng nên làm quen với những tiệc tùng này, luôn tiện hẹn với người nhà của cô, trao đổi làm quen với bà con bạn bè của họ Chung chúng tôi. Cô thấy không nên sao? Cô yên tâm đi, các thân bằng quyến thuộc của họ Chung chúng tôi cũng giống như tôi vậy, ai cũng dễ dãi lắm. Không lẽ như vậy cô cũng không nể mặt sao? Được, tôi và ba má tôi nhất định sẽ tới. Tử Thông à, ngày mai anh có về dự trung thu không? Anh không thể về nhanh như vậy được. Không, ngày mai má anh hẹn với cả nhà em đi ăn cơm. Bà nói muốn cho thân bằng quyến thuộc của anh coi mắt. Vì sao? Tử Thông, em không ngại nói thẳng, bữa cơm ngày mai em cảm thấy hình như má anh cố tình muốn làm em khó xử, nhưng em đã hứa là sẽ tới dự rồi. Em biết, báo chí tạp chí đều đăng hết rồi. Anh có về với em không? Được, anh sẽ tranh thủ. Anh hứa đó nha, em đợi anh. Sao Tử Thông, về tới Hồng Kông có phải cậu muốn giải quyết chuyện này không? Không lẽ cậu muốn nói với mọi người là cậu sẽ đám cưới chứ? Sao cũng được, không thể bỏ rơi kỳ phụ một mình. Sự việc kéo dài bấy lâu cũng nên giải quyết rồi. Tử Thông nói ngày mai sẽ tranh thủ về, có ảnh ở bên cạnh em bớt sợ hơn. Cho nên mới nói cuộc khiêu chiến vượt bậc này chúng ta nhất định không được thua. Nè, xin lỗi nha, cuộc khiêu chiến vượt bậc này anh xin rút lui. Tại sao vậy? Thua rồi, thua đến ê mặt nữa kìa. Xảy ra chuyện gì vậy? Thì hai người tuyên bố đám cưới, tôi nghĩ chắc chắn An Kỳ sẽ không vui, nên mới thừa cơ đến an ủi cổ, luôn tiện nói với cổ là tôi yêu cổ, có thể tạo hạnh phúc cho cổ vậy đó. Cuối cùng bị một phát chìm xuồng. Thanh kiếm si tình chung thủy của anh trước sau cũng không thể lay động cổ. Nhưng cô yên tâm đi, tôi không sao đâu. Tôi và cổ chỉ có bắt đầu mà, đôi bên không phải là thất tình, chỉ có tôi thất tình thương thầm thôi. Nhưng cũng tốt, coi như học được miễn cưỡng không có hạnh phúc. Tôi và cổ là hai thế giới khác nhau mà, dường khiêu chiến vượt bậc khác nhau từ bỉ mặt bình. Nè, không phải là tôi muốn tạt nước vào mặt cô, tôi muốn cô và Tử Thông tốt lắm, nhưng mà trên đời này có nhiều trở ngại vô hình, không phải cô muốn bước qua thì có thể bước qua. Tôi có thể bước qua, tôi không như anh, ít ra tôi còn có Tử Thông ủng hộ tôi.
Tóm lại cho tới giây phút cuối cùng, giá nào tôi cũng không chịu thua, giá nào cũng không để họ khinh thường được. Cô không phải đấu tranh vì tình yêu, vì thể diện thôi. Anh đừng có buồn nữa nha, tôi chia nửa trái xoài cho anh ăn. Không ăn đâu, cô thích thì ăn luôn đi. Anh thiệt tình kỳ lạ khó hiểu quá, ngày nào cũng mua hai trái xoài về, nhưng sao mua được vừa ngọt vừa tươi vậy? Ê, vào đây đường ruột không được khỏe thôi. Hai trái xoài này của bạn tôi cất công mang từ giường đến đó, dốc rất nhiều tâm trí vào đó, cho nên mới ngọt vậy thôi. Kiếm si tình chung thủy, đâu chỉ có một mình tôi. Nè cậu bé. Con cảm ơn chú, ngày mai gặp lại. Ê, lần nào cậu đến cũng chỉ mua hai trái xoài, sao không mua nhiều hơn, đỡ phải cực khổ quá. Hằng ngày vợ bé nhỏ phải ăn xoài chín cây mới thấy vui được. Làm vợ của cậu hạnh phúc thiệt nghe. Ai, không biết vợ bé nhỏ đang làm cái gì nữa. Nói đi à, cô làm sao làm càng đẹp càng tốt cho tôi nha. Tôi không thể tệ cho đám người đó thấy được. Cha chăng trước trung thu cũng tròn thiệt á. À, ba ơi, ngày mai là Tết Trung Thu đó, con làm trôi nước càng lúc càng ngon. Con có thể là gặp lại vợ bé nhỏ nè, đến lúc đó con lấy trôi nước cho cổ ăn, nói tiếng xin lỗi với cổ. Cổ thấy con cô thành ý, nhất định sẽ tha thứ cho con. Đặt vé máy bay rồi à? Tôi không đặt. Thực tế anh không muốn về Hồng Kông, cho nên tôi không đặt. Cô có cảm thấy cô luôn cho mình là đúng và tự ý quyết định không? Cứ cho là như vậy đi. Ba má. Ờ con. Con đẹp quá. Bà má chồng khinh người đó của con nhất định không trách con là mất mặt. Nè, lên xe đi. À. Nè, ba má xịt nước hoa sao? Phải, má con đó cầm cái chai nước hoa xịt thẳng vào người của ba, làm cho ba... Đâu phải là con không biết, ba của con mập nhiều mồ hôi, mà nhiều mồ hôi sẽ có mùi ngay. Lỡ như người của họ chung ngửi được mất mặt muốn chết. Ba, có phải ba cảm thấy khó chịu không? Trời ơi, thời tiết oi bức, mặc bộ đồ này lên người dĩ nhiên rồi. Nhưng mà má con nói đúng, gặp mấy người đó cả mùi đàn ông xông vào mũi mất mặt lắm đó. Không sao đâu, yên tâm yên tâm. Được. Vì cả nhà ba người chúng ta đoàn kết nhất trí. Sao kè với bà má chồng khinh người đó của con. Phòng hoa cúc ở bên kia kìa. Nè ba, cổ của ba bị sao vậy? Ông cứ lấy tay gãi hoài, làm gì vậy? Ông coi gãi tới khổ đỏ hết trơn rồi. Không gãi làm sao được chứ, vừa ngứa vừa nực. Chắc là nước hoa đó của bà rồi. Trời ơi, xịt tới đầu ngứa tới đó. Nè, chai nước hoa của tôi hàng hiệu đó, không phải là hàng nhái đâu. Sao không nói da con bị dị ứng đi? Ba bị nổi mụn đỏ rồi, con đưa ba đi bác sĩ. Ê, không được đâu, ba không thể là mất mặt được. Bây giờ ông làm như vậy thì mất mặt vô cùng, cứ gãi lung tung. Cùng lắm không gãi nữa, chúng ta đã nói rõ là đi ủng hộ con đó mà. Ba không cần lo lắng quá, con và má rất cứng rắn, con lo liệu được rồi. Với lại con Tử Thông nữa, con đi đón xe cho ba đi khám bệnh trước. Đi thôi, đi thôi, đừng có gãi lung tung nữa mà. Ơi, ngứa quá sao không gãi được chứ. Phụng mà không phải, má muốn đi vệ sinh. Vậy con đưa ba xuống đón taxi, lát nữa đợi đi. Đợi đây nha. Đừng có vậy mà ba. Chà, mềm mại lắm. Hàng hiệu đó nha.
Làm ơn tránh giùm. Rẻ mà. Đừng nha, đừng vô trong đó nha. Không phải chứ. À, sao trùng hợp quá vậy? Chết rồi. Không phải chứ. Luôn cả khăn lau tay trong toilet của ăn cắp sao? Thì đó, ra sức nhét vô trong túi, bộ sợ tôi thấy đó mà. Tôi thấy bà ta không sợ mất cỡ thì đúng hơn. Đúng rồi, đúng là chuyện lạ ha đó nha. Được sao thì đó, cái đó chết. Lần đầu tiên tôi mới nghe có người như vậy đó nha. Phải rồi, thấy ghê quá trời luôn à. Xấu hổ quá xấu. Má, má ở đâu vậy? Má... má, má, má đi tàu điện ngầm. Má đi rồi sao? Má xin lỗi Phụng à. Nếu má đi chung với con nhất định làm con mất mặt. Để má về nhà trước. Má... xảy ra chuyện gì vậy? Má... má đã làm chuyện mất mặt. Má nghĩ má không có bản lĩnh làm quý bà thượng lưu rồi. Má đang nói cái gì vậy? Má bỏ đi luôn. Vậy, vậy chỉ còn có một mình con hay sao chứ? Xin lỗi con nha Phụng. Không phải má không muốn hậu thuẫn con. Ai, tóm lại nếu má cùng xuất hiện với con thì má nhất định làm con mất mặt đó con à. Nếu như con cảm thấy chống đỡ không nổi ấy, thì con đừng có đi. Hả? Phụng à. Ủa Kỳ Phụng, đến rồi hả? Bà Chung. Vậy là bác gái được rồi, sao lại gọi xa lạ như vậy? Chào bác. À phải, Tử Thông chưa tới sao? À, vẫn chưa thấy nó. Để tôi giới thiệu nha. Đây là bạn của Tử Thông tên Kỳ Phụng. Còn đây là bà Quỳnh, bà Lương, bà Trần. Chào mọi người. À phải, ba má còn không đến sao? À, xin lỗi bác, họ đột xuất có chuyện không thể tới được. À, vậy sao? Chị có biết là lúc nãy tôi vô toilet đó, gặp một người phụ nữ lạ mặt, rẻ mạt dữ lắm. Luôn cả khăn lau tay mà bà ta cũng ăn cắp nữa. Tôi cứ sợ đó là bạn mới của chúng ta chứ. Cũng may là má của cô chưa đến đây thôi. Tuy gia đình của Kỳ Phụng ở khu tập thể, nhưng có gia giáo lắm. Tôi nghĩ giá nào má của cổ cũng không làm chuyện mất mặt như vậy đâu, đúng không? Mọi người có tự nhiên chơi đi, con qua bên kia ngồi. Ờ, như vậy sao được. Con đến một mình, bác không thể không tiếp con. Tôi cũng nắm tới mỏi tay rồi. Kỳ Phụng à, cô thấy chỗ tôi đi. Thôi đi, mọi người cứ chơi đi. Con không ngồi xuống, mọi người làm sao chơi chứ. Con ngồi phải đi. Phải đó, ngồi đi, ngồi đi. Ngồi đi. Nhất dạ. Xin lỗi bác. Con ù. Ê trời, đánh cho con ăn sao? Không ngờ tài đánh của con cũng cao lắm. Mới ngồi xuống đã ù rồi. Ừ. Đâu có, con may mắn thôi mà. Con ù toàn hàng. 700 ngàn, bác ký sách cho con. 700 ngàn. Trời ơi, hôm nay chúng tôi đánh nhỏ lắm rồi đó. Bác à, con không lấy tiền của bác được. Con không biết mọi người đánh lớn như vậy, con không có chơi nữa. Không được, con người bác công bình lắm. Thắng là thắng, thua là thua. Bác ghét nhất là người ta ăn gian, không chịu trả. Nói tới không chịu trả hả? Nè, lần đó tôi đọc trên quyển tạp chí, nói má cô chơi mặt trượt, ăn gian, không chịu trả tiền cho người ta. Có phải thật hay không vậy? Thật ra những gì trên tạp chí thật ra tạp chí bị đặt lung tung thôi. Họ viết 10 phần, bà tin 1 phần được rồi. Đâu có. Gần đây tạp chí liên tục đưa tin, cứ nói là nay mai Tử Thông sẽ đám cưới với Kỳ Phụng. Chúng tôi nên tin bao nhiêu phần đây? Những chuyện như vậy cô tin 1 phần cũng chết á. Tử Thông và Kỳ Phụng quen nhau, chúng tôi không có ý kiến, coi như là giao lưu với những người không cùng giai cấp thôi. Nhưng nói tới đám cưới, Tử Thông vẫn chưa nên người. Chúng tôi làm cha mẹ nhất định là phản đối thôi. Bác nghĩ Kỳ Phụng đây không đến nỗi trẻ con, coi như là thật đó chứ. Sao lại không phải là thật chứ? Chính miệng Tử Thông nói với con là sẽ đám cưới với con mà. Đúng ra tôi cũng muốn cho cô có cơ hội rút lui, nhưng xem ra hình như cô không đón nhận cho lắm. Cô nghĩ dựa vào câu nói của Tử Thông sau khi uống say thì cô có thể bước vào nhà họ Chung sao? Người con lấy là Tử Thông, có bước vào nhà họ Chung hay không con không quan trọng. Sao cô không xét lại thân phận địa vị của cô đi chứ? Con của tôi có cần hạ mình thấp giọng cưới cô không? Trong năm nó đuổi bao nhiêu là bạn gái, cô có biết hay không? Tóm lại đích thân Tử Thông nói với con là sẽ đám cưới với con. Vậy nó ở đâu hả? Nếu nó thực sự muốn cưới cô thì hôm nay nó sẽ đến với cô, tuyên bố hôn sự này với mọi người, chứ không tránh cô đến Singapore. Không lẽ cô ngu đến nỗi không hay biết gì sao? Biết kiểu quan hệ như cô, con tôi chỉ coi như ăn quà vặt thôi, thỉnh thoảng đổi khẩu vị thôi mà, cô có hiểu không? Tuy bác là má của Tử Thông, nhưng bác không thể thay ảnh nói những lời này.
Nếu bác dạy con như vậy, bác có vấn đề rồi. Cô Quỳnh à, cô phải có đến thăm dự buổi tiệc của bà Chung không? Sao gì có một mình cô vậy, vị hôn phu tưởng thương của cô đâu? Đó, trong cái hai người tính ngày nào vậy? Bác nhận được cho tôi đi đi. Cô Quỳnh à, cô Quỳnh à, cô trả lời gì đi chứ? Cô Quỳnh à, tình trạng của tôi nào vậy? Tình trạng của cô như thế nào? Ý tôi không kìa. Ý tôi không kìa. Ông Chung, ông trả lời cho cậu đi. Ông Chung có gì để nói, mọi người làm ơn rời khỏi đây đi. Tạp chí Hồng Kông nói ông đã cầu hôn Kỳ Phụng, có phải thật không? Phải đó, phải thật. Phải thật, phải thật. Tử Thông uống rượu sai, một người uống rượu sai, những gì họ nói làm sao coi như là thật được? Tử Thông cũng từng uống rượu sai cầu hôn với tôi, không lẽ tôi coi là thật sao? Cho nên chuyện Tử Thông cầu hôn Kỳ Phụng mọi người cứ coi như trò cười, sau đó thì thôi, không có gì cả. Hả? Ông Chung à, ông Chung à, những gì cô này vừa nói có phải là thật không vậy? Phải đó, có phải ông cầu hôn chỉ là lời nói đùa hay không? Phải đó, ông nói vài lời đi mà. Tóm lại những gì tôi cần nói cô này đã nói hết rồi. Cô Quỳnh à, về tâm trạng của cô thế nào? Cô có qua Singapore gặp Tử Thông đó chết không? Phải đó, cô nói gì đi. Cô nói đi, cô Quỳnh trả lời đi. Trăng ơi trăng, trăng leo lên trên cao như vậy á, mọi người trên thế gian này đều nhìn thấy trăng rồi, có phải trăng cũng nhìn thấy tất cả mọi người không vậy? Trăng có nhìn thấy vợ bé nhỏ không? Nếu trăng có nhìn thấy cổ á, thì kêu cổ mau chóng về nhà đi. Mình có làm chôi nước để xin lỗi cho cổ ăn nè. Đợi cậu trở về cùng đoàn tụ đó. Chết rồi, không biết con Phụng đi đâu nữa, không chịu mở điện thoại di động, lại không chịu ê, về nhà. Nó đã về rồi, coi như thử đi. Nhanh lên đi. Sao lớn chị Lê Sa, có biết vợ bé nhỏ đi đâu không? Tôi cũng muốn tìm nó đây nè. Hả? Hai người cũng không biết cậu đang ở đâu sao? Vợ bé nhỏ ơi, không có. Có không? Tôi chết rồi. Thử hỏi có khi nào cô Phụng cảm thấy bản thân xấu hổ quá, suy nghĩ không thông suốt nên đi tự tử không? Hả? Cái gì? Vợ bé nhỏ đi tự tử hả? Cái tên họ chung đó, lên tivi cả gan lớn tiếng đó là không cứ con Phụng rồi. À, chắc là vợ bé nhỏ đau lòng dữ lắm á, tính sao đây? Dượng à, bình thường con Phụng nó buồn, nó hay đi đâu vậy? Hả? Con biết vợ bé nhỏ ở đâu rồi? Ở đâu vậy? Ê, trời ơi. Hey. Đã kêu ông giảm cân rồi không chịu. Mà còn chắc khổ hơn tôi nữa. Thiệt tình. Đâu mất tiêu rồi. Vợ bé nhỏ. Anh Dương. Cẩn thận. Anh không sao. Anh đoán chắc là em ở đây mà. Vợ bé nhỏ em không sao chứ? Lẽ nào không sao chứ? Lần này đúng là té dập đầu rồi. Chúng ta qua bên kia ngồi đi. Vợ bé nhỏ à. Ây da, lần trước em không cho anh gọi em là vợ bé nhỏ nữa mà. Anh đã gọi mấy lần rồi. Có phải anh có thể tiếp tục gọi em là vợ bé nhỏ của anh không? Bây giờ anh gọi em là gì cũng được hết. Vợ bé nhỏ ơi, anh biết là em buồn lắm. Anh không ngờ anh Thông nói không có cho em chơi thì không có cho em chơi thiệt. Đá em qua một bên liền, biến thành con mèo đi quang, con chó đi quang. Em nghĩ bây giờ mọi người ở Hồng Kông đều đang cười em. Không có đâu, giá nào anh cũng không có cười vợ bé nhỏ. Lúc nào cũng chỉ có anh tốt với em thôi. Dĩ nhiên rồi, em là vợ bé nhỏ của anh mà, anh nhất định đối xử tốt với em á. Không lẽ giống như má đã nói, sống là người của thôn quê, chết cũng là ma của thôn quê. Hả? Em đừng có làm anh sợ nha. Tại sao chúng ta phải làm ma của thôn quê chứ? Ý của em muốn nói, định sẵn em không thể ra khỏi căn nhà này. Tại sao lúc nào em cũng nói muốn ra khỏi căn nhà này? Thật ra tường dưỡng độn cũng tốt lắm mà. Ở đây tốt thật, nhưng con người luôn hy vọng được tốt hơn nữa. Hả? Trời ơi. Làm gì vậy? Qua 12 giờ rồi. Vậy thì sao chứ? Anh có làm trôi nước xin lỗi cho em ăn nè. Trôi nước xin lỗi? Lần trước bị bảo cấp 10, em nói anh làm trôi nước không có ngon,
còn ăn đến ói luôn, nên anh về nhà cố gắng làm cho nước xin lỗi này, định nói tiếng xin lỗi với em á. Lần trước em giận dữ chửi anh không giận em sao? Anh không có giận em đâu. Anh biết vợ bé nhỏ sẽ về đoàn tụ với chú Sầu Lớn và chị Lệ Sa vào Tết Trung Thu, nên anh lập tức làm sẵn cho nước xin lỗi, định cùng với lại vợ bé nhỏ ăn chung với nhau. À, nhưng mà bây giờ qua 12 giờ rồi, Tết Trung Thu cũng qua luôn rồi. Vợ bé nhỏ đi Mỹ 4 năm nè, cộng thêm 2 năm này, anh có 6 năm rồi không cùng với vợ bé nhỏ đón Trung Thu đó. Bây giờ ăn cũng vậy thôi, em cũng cảm thấy hơi đói. Hay lắm. Nè, vợ bé nhỏ em ăn từ từ đi nghe. Hả, sao cho nước nát hết trơn rồi? Chắc là lúc nãy anh làm rớt xuống đất làm nát rồi. Thiệt tình cho nước ngon dữ lắm đó. Em ăn vào nhất định không có ói đâu. Anh không có gạt em mà. Em biết anh không có gạt em. Dừng trôi nước này là món em thấy ngon miệng nhất. Không có cho nước mà, anh chỉ thấy mặt trăng thôi. Cảm ơn anh. Hay là tối nay chúng ta đừng xuống dưới, nằm ở đây ngắm trăng đi. Cũng được đó. Anh cũng phải phấn đấu lại từ đâu. Hả, vợ bé nhỏ, chân của em đau lắm hả? Một chút thôi à, em nghĩ thôi chút rượu thuốc sẽ khỏi ngay. Anh dìu em về nhà nghe. Nè, em đứng lên đi. Đứng chờ vững nghe, để anh gom đồ cái đã. Sau đó em dựa vô người của anh nè, dựa hết sức vô anh luôn. Cố gắng được cứ dồn sức vô chân nghe. Đừng có nóng lòng. Đúng rồi. Cẩn thận. Em không cho anh làm hại vợ bé nhỏ đâu nghe. Anh Dương, em đói bụng lắm, anh đi mua bánh mì về cho em ăn đi. Anh yên tâm, em không tạo cơ hội cho những người đạn hiếp em đâu. Chân em không sao chứ? Chân đau thế nào cũng không đau bằng trái tim. Tìm một chỗ nào đó ngồi nói chuyện được không? Hôm qua anh có thể huyễn hôn trước mặt mọi người, tại sao hôm nay không thể đứng đây nói với tôi chứ? Xin lỗi Kỳ Phụ, anh tự nhận anh xử lý chuyện này không tốt. Nhưng mà hôm đó chúng ta nói đám cưới, có lẽ em và anh đều biết rõ chúng ta chỉ là một lúc đông đội, phải không? Tối qua tôi có suy nghĩ cả đêm. Tôi không thể phủ nhận, tôi cũng vì một lúc nông nổi cho nên mới nói đám cưới với anh. Anh muốn hủy hôn cũng không thể đổ hết cho anh. Em hiểu thì tốt, nhưng tôi tuyệt đối có quyền trách anh. Trước đó không nói với tôi một tiếng nào, chạy qua Singapore đứng trước 7 triệu người dân Hồng Kông, nói hôm đó anh hứa cưới tôi là vì anh uống say, anh nói lung tung. Bây giờ mọi người bên ngoài cho rằng tôi rẻ mặt, tại tôi từ lúc anh uống say, tại tôi cố ý muốn bước vào hào môn, tại tôi tự chốt lấy thôi. Xin lỗi Kỳ Phụng, lúc đó anh rối lắm, anh không biết phải làm gì. Nhưng anh không có ý muốn làm tổn thương em. Tôi đau lòng không phải vì anh hủy hôn, mà là do anh vì bảo vệ bản thân phản bội tôi một cách không thương tiếc. Hôm đó anh kiệt du không tôi, bảo hại tôi bị mất việc làm, người tôi căm ghét nhất là cổ. Nhưng không ngờ anh lên TV cùng cổ kẻ xứ người bè.
Đừng nói chúng ta là bạn trai gái. Cho dù chúng ta là bạn bình thường, anh làm như vậy không có chút đạo nghĩa gì hết. Em trách anh hôm đó bôi nhọ em trước mặt đám đông. Hôm nay em chửi anh như vậy cũng vì muốn trả thù thôi, phải không? Chị Phụng à, buông tôi ra, buông tôi ra đi. Trời ơi, vậy mà gọi là bêu xấu sao? Vậy thì hôm qua tôi có nên tự tử không? Vợ bé nhỏ ơi, anh Thông anh bị té hả? Em đỡ anh vậy nghe. Có hai nhà hội chung, không cần ai đỡ đâu. Chúng ta về đi. Tiểu Thông, cô đi theo tôi làm gì? Tôi chỉ lo cho anh thôi. Cô sợ tôi quay lại với Kỳ Phụng à? Cô không cần phải sợ. Bơi theo tôi làm gì? Điên sao? Tôi đi theo anh là muốn nói cho anh biết, cho dù anh đi đến đâu tôi cũng sẽ đi theo anh. Anh nhảy xuống biển tôi cũng sẽ nhảy với anh. Anh làm gì tôi cũng sẽ làm theo. Cho dù anh muốn hay không cũng được, tôi cũng sẽ làm như vậy mãi. Điên cuồng. Cô bị điên thiệt rồi. Phải, tôi cũng giống như anh mà. Sầu chung đất thong quá không nay bừng ngô cối con mong nô an sáng châu quà ngoài tâm nơi căn ngõ sao chất thế thong quá chỉ có nhiều trời không có sáng chỉ mai trong nhau này căn ngõ trong sâm lầy đi mê trầm buồn lầy duyên phong sáng xó yêu nhịp buồn trời thông hoa lầy nhìn sẽ phun lọc khó gì yên thô chơi bây say yên cây ngồi sự trùng mây biên phải lầu như đón thiên đại trợ tìm mặt yên thong nhích tông tin pin tuyên ngoài miền truyền phong hiên thong nhược lần sống